Suốt chuyện anh trở về đơn vị chứ? Không, anh không muốn trở về, không muốn chút nào hết. Mà cũng có thể người ta không còn xài anh nữa. Anh nghĩ gì? Vậy chứ anh tới nơi đâu? Anh về nhà người bạn, ở tạm ít lâu rồi kiếm cách xuất ngũ. Vậy cũng được. Chứ em thấy em ớn mấy cảnh đánh nhau lắm rồi đó. Một lần là quá đủ rồi. May mắn không có tới với mình lần thứ hai đâu. Vì vậy có nghĩa là anh chẳng còn gì. Sắp tới anh là một kẻ thất nghiệp. Làm dân sống cho khỏe, mạng mình mới đáng quý chứ. Nhưng mà nếu vậy người ta có cho anh sống đây luôn không? Người ta tống anh về Mỹ, em sẽ theo anh chứ? Em cũng không biết nữa. Em còn gia đình ở đây mà. Với lại em qua bển lạ nước lạ cái, em biết sống làm sao? Ngay cả tiếng nói em cũng chưa biết mà. Ba, cái chuyện đó thì dễ thôi. Một thời gian ngắn và em thích nghi liền. Còn chuyện gia đình, sao em nói ba má em hôm nào đã hiểu anh? Ngay cả nếu ba má em có chấp nhận rồi, em cũng phải ở đây lo phụng dưỡng nữa chứ. Má em già yếu rồi, nay ốm mai đau. Thằng em thì cứ lông bông, hỏi anh làm sao em nỡ lòng bỏ đi được. Đâu có phải ở gần mới có điều kiện chăm sóc. Ở xa em đi làm có tiền gửi gì lo kinh tế cho gia đình thì anh được gì? Chuyện đâu có đơn giản gì đâu kêu lên. Anh thực sự không hiểu. Trong khi cô gái khác chỉ trực chờ là leo lên máy bay qua Mỹ, còn em thì ngược lại là sao? Họ khác em khác chứ. Mà thôi, không có nói chuyện này nữa đâu. Em cần phải có thời gian suy nghĩ lại đó. Thua, em thua. Nếu phải bắt em thì anh sẽ rất tiếc. Killer à, em cũng vậy. Em cũng thể nào sống thiếu anh đâu. Anh yêu em. Anh yêu em lắm thua. Em cũng yêu anh nhiều lắm. Em yêu anh nhiều lắm kêu lo. Những tia nắng tàn dần cuối phố, bước chân lẻ loi từng đêm lạc loài bơ vơ. Vì những giây phút lỡ lầm yêu đuối, em bước vào trong bóng tối. Mai tuyệt mưa, cuộc tình đã ngưng. Tháng năm dài không thể quên được tình bóng em. Anh cất bước đi không trở lại, dù năm tháng có trôi miệt mài. Lòng em vẫn làm vẫn biết anh không hề đổi thay.